Thưa quý vị và các bạn, đầu tư lên tới khoảng 50 tỷ đồng theo quy hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, bến xe khách Thượng Lý được hình thành và kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò của bến xe khách Tam Bạc khi bị xóa bỏ. Tuy nhiên, với gần 150 lượt xe khách tại bến xe Tam Bạc được điều chuyển về bến xe khách Niệm Nghĩa và Cầu Giào đã khiến cho bến xe khách hiện đại nhất Hải Phòng đầu tư theo hình thức xã hội hóa hầu như đang bị bỏ trống và rất ít xe hoạt động. Nợ nần chồng chất với đơn vị đầu tư theo lời kêu gọi của chính quyền là điều không cần bàn cãi. Khi mà chuyển các cái số chuyến xe của bến xe Tam Bạc về bến xe Niệm Nghĩa, thì đồng thời Sở Giao thông Vận tải lại sắp xếp lại chuyển một số các cái chuyến xe từ bến xe Niệm Nghĩa, bến xe Cầu Giao đến bến xe Thượng Lý để hoạt động. Như vậy về cơ bản thì không phải là chúng tôi dồn tất cả các cái phương tiện hoặc là các cái tuyến vận tải đó vào bến xe Niệm Nghĩa để nó phình lên hoặc nó tăng lên, mà cũng vẫn có cái sự sắp xếp lại điều chuyển ngược lại sang bến xe Thượng Lý. Trái ngược với lời ông Hiếu, bến xe khách Thượng Lý vào chiều muộn. Đáng lý ra, vào thời điểm này, lượng xe ra vào bến đón khách phải tấp nập, nhưng trong bến không một bóng phương tiện. Còn những nhân viên bán vé thì dường như cả ngày chỉ ngồi chơi, sới nước. Thực tế đáng buồn khiến hàng chục nhân viên rơi vào cảnh khó khăn. Chưa có xe vào nên là cuộc sống thì về mức lương thì đã chưa được ổn định mà thấp, nên là khiến được cuộc sống như em là tỉnh lẻ về đây xin việc làm việc và phải thuê cuộc sống như là thuê trọ rồi đi lại ăn uống thì rất là khó khăn. Đáng chú ý, hiện có khá nhiều doanh nghiệp vận tải muốn đầu tư phương tiện và hoạt động tại bến xe khách Thượng Lý, nhưng lạ là lại không được Sở Giao thông Vận tải thành phố Hải Phòng chấp thuận đồng ý. Trong khi đó, các bến xe khách do công ty cổ phần bến xe khách Hải Phòng quản lý thì hiện lại hoạt động trong tình trạng quá tải. Chúng tôi không có xe hoạt động, vì thế nên là nhiều khi là khách đến đây thì không có xe đi thì người ta cũng rất là tiếc. Người ta nói một cái bến có một cái cơ sở khang trang sạch sẽ này mà không có xe đi. Bến xe khách Thượng Lý cho biết, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2015, công ty cổ phần bến xe khách Hải Phòng phải sắp xếp lại luồng tuyến phương tiện hoạt động về bến xe khách Thượng Lý sau khi tạm điều chuyển phương tiện từ bến xe khách Tam Bạc về bến xe khách Niệm Nghĩa và Cầu Giào. Tuy nhiên, thời điểm này đã qua gần một tháng nhưng bị phớt lờ. Việc không thực hiện đúng chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng khiến bến xe khách Thượng Lý mỗi tháng phải bù lỗ hơn 400 triệu đồng. Không có phương tiện đưa vào hoạt động, các cán bộ công nhân viên thì hoàn cảnh đời sống vô cùng khó khăn. Hiện nay chúng tôi còn phải đang khất nợ với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vì không đủ lương để trả cái mức tối thiểu cho cán bộ công nhân viên. Có lẽ chỉ Sở Giao thông Vận tải thành phố Hải Phòng mới có thể giải đáp. Thực tế vẫn là thực tế, kể cả ban ngày hay về đêm, các bến xe do công ty cổ phần bến xe khách Hải Phòng quản lý luôn trong tình trạng quá tải, lại còn dừng đỗ đón khách ngay trước bến.